Rồi tiếp tục nhà vườn xin giao lưu cây cả nhà mình là một cây trắc nghệ khủng VIP luôn nhà mình nha. Cây này hàng sống khỏe nha mình. Đây. Cây cực kỳ sung luôn. Cốt này. Cây này có mã số là 212, có tổng hoành gốc là 97 nha. Ừ, cái hoành thân cốt nha, 97. Cao là 160 tính từ mặt chậu mà lên tới móc đỉnh nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 90 tạm thời nha. Thì cây này thì nhà mình xem tham khảo nha. Trước tiên là tham khảo. Nếu được duyên ý có nhà ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0366 169 369 nhà mình. Số này cũng là số Zalo của nhà vườn luôn nha. Đây, một cây trắc nghệ nha. Cây này siêu khủng luôn cả nhà. Tay chi này. Rất là khỏe nha. Cây này thì em giao lưu là không chậu nha. Thấy không? Cây này thì chi phí gửi đi cũng rất là cao nha mình. Nên mình cứ ai bóc riêng nha. Để em báo giá theo từng địa chỉ nữa. Một cây trắc nghệ nha, siêu khủng luôn cả nhà. Rất là khủng nha, cây này hàng cốt nè. Vào. Wow. Cái mặt khô đây là lũa nha mình nha. Mặt khô đây là lũa nha. Khô lũa. Đầu này cũng khô lũa nha. Một cây trắc nghệ siêu khủng luôn. Vào. Wow. Cây đang rất chi là sung tốt luôn nha. Nếu mà được duyên hữu duyên thì nhà mình rước về mình sưu tầm luôn. Xem tin vui vẻ luôn nha. Trước tiên thì mình cứ tham khảo vô vẻ thôi nha. Rồi mã số 212. Nếu được duyên ý thì liên hệ ai bóc nhà vườn nha. Để em báo cái giá bao ship theo từng địa chỉ nha. Theo số điện thoại là 0366 169 369 nhà mình. Sau đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.